Tuhan xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con năn hoan bước lên bàn thành, dâng tiến cha xa hồn trắng tình như anh quang trăng ngời. Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xuyên như một mục tử được lớn lên nuôi dưỡng từ giáo hội Long Xuyên, và thứ ba là
cơ hội để phục vụ một thừa sai đối với người nghèo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Con xin chấp nhận. Với các cha giáo, với các anh em đồng môn của mình, cựu học viên của giáo phận Thống Xuyên, chính vì thế mà sang bên Úc gặp anh em ở bên đó, rồi sang bên Hoa Kỳ cũng gặp tất cả các anh em ở Los Angeles, Virginia, Houston, New Orleans, Baton Rouge, rồi ở San Jose và hôm nay hiện diện ở đây với cha giáo và anh em mình. Đây chính là sự huyền diệu trong tinh thần, và con cảm nhận được điều đó qua những sự gặp gỡ trong thời gian và sang bên Úc và sang bên Cali này, sang bên Hoa Kỳ này. Con tạ ơn Chúa bởi Chúa đã cho con có những vị ân sư. Con tạ ơn Chúa bởi Chúa ban cho con có những người bạn ân sư như cha Michael, mà mỗi lần khi đi làm công việc phục vụ con luôn cắm trước cái rẻ của ngài một nén nhang để dâng giáo phận cho đứa cha Michael, và khi trở về cũng cắm một nén nhang để tạ ơn đứa cha Michael và tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận. Và đó cũng chính là cái tình thân với vị ân sư và tình thân với anh em của mình. Khi lãnh nhận chức linh mục thì còn nói với anh em lớp du xe đang quy tụ với nhau để tạ ơn Chúa, là mỗi lần khi cử hành thánh lễ đọc lời nguyện thánh thể hai, dâng lên chúng mình và mong ngài để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con xứng đáng được hầu cận trước nhà Chúa và phụng sự Chúa như là đại diện cho nhà lớp du xe hay là các cựu chủ sinh du xe để tạ ơn Chúa, dâng mùa lễ đời mình cho Chúa cũng như của tất cả các gia đình là du xe cho Chúa. Và hôm nay trước mặt cha giáo cũng như trước mặt anh em là chị em trong học viện cựu học viên của Long Xuyên, con cũng xin hứa mỗi lần cử hành thánh lễ cùng với anh em của mình là đọc tới lời nguyện đó dâng mình và máu Chúa Kitô để tạ ơn vì Chúa đã cho con xứng đáng được hầu cận trước nhà Chúa và phụng sự Chúa. Con cũng nhớ tới tất cả các cha giáo, các ân sư còn sống và qua đời, cũng như nhớ tới tất cả các anh em, chị em trong gia đình cựu học viên của Long Xuyên, của A Thánh Phụng, của Teresa, của Thomas và của viện giáo lý tận lực nữa. Và chính vì ở đó mà con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình qua các vị ân sư cũng như qua bạn bè của mình, để mình được biến đổi và trở nên dụng cụ cho Chúa Thánh Thần phục vụ với tư cách là giám mục phụ tá của Long Xuyên. Bao lâu còn là Long Xuyên, còn vẫn coi mình như là món nợ để phục vụ giáo phận Long Xuyên, để trả ơn các ân sư, để đại diện cho các anh em, chị em của mình trong gia đình cựu học viên Long Xuyên. Tôi hãy chia sẻ với cha giáo, với quý cha và với anh chị em, xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau, xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa chính là vị ân sư của mình, thể hiện qua các vị ân sư đời mình. Thiên Chúa là người bạn tận thể hiện của các bạn bè cùng chia sẻ đồng môn của Long Xuyên, và chúng ta gọi là cựu học viên của Long Xuyên. Và như vậy cuộc đời chúng ta như một thánh lễ, chúng ta tiếp tục dâng lên cho Chúa bánh rượu, dâng lên cho Chúa cuộc đời của các ân sư, dâng lên cho Chúa cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa thương chấp nhận. Con xin cảm ơn cha giáo và cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe chia sẻ của con. Xin cho tình thân của chúng ta mãi mãi là một quyền nhiệm trong cuộc đời của mình. Amen. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của ngài. Chúa ghi vào đời con. Con thơm ngát hương trời. Con ơn Chúa, tràn trề khắp.
Long Xuyên mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào lòng ánh sáng công nhan Chúa. Thầy chi ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh. Con thường rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với đám thầy lặng lẽ bình yên. Nhưng khi được người theo sóng gió bên trời gặp mưa cửa giông tố, con lo âu làm bên xa vương, con mới biết rằng con xây dựng giáo hội và nhất là giáo phận Long Xuyên. Hôm nay chúng ta trong thân tình gia đình chúc mừng Đức Cha 23 năm đã chọn con đường, đã cố gắng đi con đường của Chúa, và nhờ đó mà đã Chúa đã cất nhắc lên một vai trò mới. Thì chúng con cũng xin chúc Đức Cha 23 năm tới cũng sẽ có một dịp gặp ở đây để chúng con được chúc mừng Đức Cha đã đi thêm một quãng đường 23 năm nữa, một vai trò mới tốt đẹp hơn. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chân đau khắp nẻo đường sẽ còn trong muôn.
Con cháu con khỏe mạnh. Rồi cha Đỗ Xuân An thì là còn sống ở nhà giàu còn sống. Rồi cha Vũ Sửu đang ở nhà hưu ở Long Xuyên. Rồi cha Lê Văn Quan cũng đang ở Long Xuyên. Rồi một cha nữa, cha Biển, cha Giáo Biển. Rồi cha Giang Trung Thu nữa. Giang Trung Thu, và đấy thì đấy là mấy đấng còn sống ở Việt Nam, còn sống sáu đấng. Ở bên này tôi thấy chỉ còn có hai ba đại người thôi. Thứ nhất là có cha Việt Hưng này, rồi thứ hai là có cha Oan ở trên San Jose này. Như Giang Miên. À, Giang Miên, mới có được 4 bạn, Giang Miên. Giang Miên thì là học sinh. Đừng có lòng từ bi, là đấy có ẩn sủng người. Đừng có tình và cái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những của ân này cũng như tình thân chúng con đang chia sẻ với nhau đây. Xin Chúa hiện diện giữa chúng con và đồng hành với chúng con cũng như siết chặt tình thân ái của chúng con để cùng sự Chúa và phục vụ anh em. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha và con. Mình đừng có nói thì không ai biết nha. Cứ 23 năm ai cũng hiểu sao rồi. Chị cha. Đây cái ba chú cái ba. Rồi chào con. Rồi. Chào. Bún với con luộc đấy cho ăn nhiều nhiều chứ. Giờ chụp đây. Nó nhìn được anh. Bên gà vịt thì đâu được, chỗ ông cảnh thì ông cảnh, ông cảnh đâu được. Chỗ đó mà hé mà người to trong sâu á thì tới quan ông cảnh. Cái ông Tài này ông bao nhiêu thì ông Tài ơi. Sư và các thầy giáo, các anh em, chị em, xin mời các chuyên. Ngoài ra thì tôi cũng rất mong là sẽ tiếp tục có những dịp để sang bên này để chúng ta có nói rằng là vẫn sống cái sự bình nhiệm của cái tỉnh Liên Đới, Liên Đới với quý ân sư, Liên Đới với anh em đồng môn của mình. Và chính vì ân sư và đồng môn cũng xin mời cha giáo cũng với lại anh Tài lên cùng cắt cái bánh này với con. Và như vậy tới vừa rồi 2014 là đúng 50 năm. Và rồi bởi nó có nhiều những cái lễ trong năm vừa rồi cho nên là chúng con ở trong ở Việt Nam thì quyết định là sẽ mừng vào ngày năm nay 2015 kết hợp với lại kỷ niệm 55 năm thành lập giáo phận 1960-2015. Và cũng trong dịp này thì giáo phận cũng mừng 40 năm giám mục của Đức cha Gioan Battista Bổn Phận, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2015.
và cũng kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài. Ngày 2 tháng 7 năm 1955, mùng 2 tháng 7 năm 2015. Và rồi năm nay thì đúng ngày là 88 tuổi. Chính vì thế mà địa phận thì sẽ tổ chức những cái lễ với cái cách đặc biệt trong năm 2015. Thì riêng cái kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viên thì chúng con ước mong là tất cả các cựu học viên của Long Xuyên, không chỉ là chủng viên Lãnh Phục, tôi Teresa và Thomas, mà cả viện giáo lý tại Đại Đức Mẹ Tân Hiệp cũng về để mừng 50 năm chủng viên, rồi các cái lễ khác 55 năm giáo phận, 40 năm linh mục, 40 năm giám mục, 60 năm linh mục và 88 tuổi của cha Gioan nữa. Và đồng thời thì nhà thì dễ dàng gặp gỡ nhau hơn, và cũng ước mong là trong dịp Tết thì cũng có nhiều các anh em cựu chủng sinh hay là cựu học viên của viện giáo lý về quê ăn Tết thì cũng có thể gặp gỡ nhau được. Và chúng con tổ chức vào ngày mùng 4 Tết và ngày mùng 5 Tết. Chiều ngày 4 Tết thì các lớp sẽ gặp gỡ nhau tại các giáo xứ mà có các cha trong lớp đang phụ trách giáo xứ, ví dụ như là lớp Chu Xe 66 của chúng con, thì chiều ngày Chủ nhật sẽ quy tụ về Lắng Sen cho cha Hà Trung Hoàng, hay là lớp Vô Nhiễm thì sẽ về Cần Thay cho cha Bằng, rồi lớp 63-4 có thể về nhà thờ Chính Tòa cho cha Tân, rồi hay là lớp 63 thì về Thành An chỗ cha Tân, vân vân. Thì tối hôm trước, tức là ngày hôm thứ Chủ nhật, thì lớp sẽ gặp gỡ nhau tại các giáo xứ của các cha, rồi tới sáng ngày thứ hai thì sẽ lên trên tòa giám mục để cùng với Đức cha Du Xe, Đức cha Soan và các cha trong giáo phận nữa về để mừng lễ của anh em mình. Thì cái chương trình của chúng con là như thế. Ngoài ra thì đúng ra thì nó cũng có nhiều những cái trục trặc trong việc tổ chức. Nhưng vừa rồi thì ở anh em cụ chủng sinh Teresa ở trên thành phố kết hợp với lại Long Xuyên xuống để gặp gỡ các đức cha, thì cũng có bảo đức cha Gioan, thì cũng xin đức cha Gioan tổ chức mừng ngày. Thì cuối cùng thì ngài đồng ý. Và ngài cũng sẽ hôm lễ đó, tức là mùng năm Tết, thì ngài sẽ giảng lễ cho các cựu chủng sinh. Thì ngoài ra thì trong dịp này thì chúng con cũng lấy lại tất cả những cái tác phẩm hay là những cái bài viết hay những cuốn sách của đức cha Sơn Mikae, của đức cha Soan, của Nguyễn Tầm Thường hay là của cha Thân Văn Tơ vân vân, để làm một cái tủ sách của riêng Long Xuyên, và đồng thời cũng những cái CD của các nhạc sĩ trong giáo phận thì cũng sẽ được thực hiện để giới thiệu với nhau những cái sản phẩm của Long Xuyên trong dịp này.